Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay đó, Thành Nguyên sẽ giới thiệu lại cho tất cả quý vị một cái vị thuốc mà thật sự là cái vị thuốc này rất là lạ nhưng mà ai cũng biết rồi. Đấy, cái vị thuốc này là nó có từ cái thời thời khủng long này quý vị, cái thời khai sinh lập địa đấy. Đấy. Nói là có sách mách có chứng nha. Và đây. Đây là cái cây mà 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 nó vừa lạ mà nó vừa quen. Đấy. Công dụng của nó thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà Thành Nguyên thấy đầu tiên là nếu như mà Ừ, mưa đó thì uh, nước không có tới đầu mà nắng thì cũng mát mát đấy nhưng mà nói luôn cho quý vị đây là cái cây ở trong nam gọi là cái củ bạc hà núi đấy nhưng mà ở ngoài bắc ấy, thì gọi là củ giấy đó quý vị đây mà thành nguyên đi ra ngoài hà nội nhé. đây là thuộc uh, sóc sơn hà nội à, là thành nguyên thấy một cái cây củ giấy rất là cao luôn thật sự là nó phải đến 2 mét đấy quý vị hơn đấy phải hai mét mấy gần 3 mét chứ ừ mũi hơi nhiều thôi, đấy, nó nó kêu giống như ong đấy. đấy thì thấy có mấy cái lá heo héo, thấy tính tính giật ra nhưng mà xử nó bị ngứa nên đành thôi. Dạ thì ngày hôm nay thì thành Nguyên sẽ mời chủ nhân của cái khu tâm linh văn lang này vào giới thiệu cho mọi người xíu về cái công dụng của cái củ bạc hà núi này nhiều hơn. cái củ thì mọi người nghe là nó chữa bệnh rồi nhưng mà còn những cái công dụng của cái 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 lá này của cái thân thì nó lại lại có nữa nha quý vị nhá à, chắc em mời anh Lợi ra đây với em chút xíu đúng không ạ dạ. dạ dạ đây đây bởi vì cái cây này nó đẹp quá em em muốn quay cái cây này trước đi à, đây đây là anh Lợi à, <laughs> vâng. Cái này thì Thành Huyên là cùng với lại các cụ ở trong kia là Thành Huyên mới phát hiện ra thôi. Yeah. Nhưng mà cái này nó đã có công dụng từ thời mà hồng hoang rồi. Wow. Dân tộc Việt Nam đã biết dùng cái cây này để chữa bách bệnh. Gần yeah, yeah. như là bách bệnh. Nhất là cái cái bệnh mà mình nói là, là như người trong Nam người ta hay dùng cái cạo gió. Yeah. Nhưng mà cạo gió thì nó chỉ nếu như không dùng dùng bình thường thì nó chỉ 50% thôi nhưng nếu có cây này nhé chúng ta cắt cái này ừ. cắt lấy một khúc ngắn này thôi em em có của, thể đứng gần gần lại à. của 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 cái dọc nhé cây dọc này yeah. thì khi chúng ta đưa cái chân không vào cái lọ ấy thì wow. trong cái lọ đã có cái này rồi uh. thì úp vào người thì cái này nó có tác dụng gì cái này nó có tác dụng mở lỗ chân lông yeah. để cho hút tất cả các độc tố ra ngoài thế thì những cái này nó sẽ có cái tác dụng là chữa những người mà bị u lành tính. Yeah. hoặc là u ác tính thì mình mình chưa mình chưa nói nhưng mà mình khẳng định nếu u máu, u miết các thứ thì đảm bảo với mọi người là nó sẽ trong vòng 3 đến 5 ngày là chúng ta sờ sẽ không thấy cái u à, nữa. sẽ thấy kết quả luôn. Ờ, và cái thứ hai nữa là nó khẳng định là những người phụ nữ mà bị u sơ đấy mà phải phải tức là cái sự sự sinh hoạt nó nó không đều đặn ấy yeah, yeah. mà phụ nữ bị u sơ thì cái này nó cũng dùng cái này với lại hỏa đấy để chữa trị đặt lên uh, chỗ mà có u sơ đấy thì cũng đảm bảo nếu người phụ nữ mà cái đấy nó nổi lên như quả trứng gà ấy, cũng chỉ đến 3 đến 5 ngày là sờ không thấy nữa à. nếu mà chữa một hai tuần thì đi khám bác sĩ thì người ta sẽ rất ngạc nhiên là người ta hỏi là làm sao mà cái u đấy nó biến mất à, à, gì dạ, dạ. nói có mách, sách có ừ. chứng thì mong rằng là à, thành nguyên mà à, có một vài bệnh nhân nào bị như dạ, vậy dạ, nhé dạ. mình sẽ là người thử nghiệm cho à. cho 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 thành nguyên nhé đảm bảo là trước khi đi đề nghị là đến uh, bệnh viện siêu âm Yeah, yeah. xong rồi là đi siêu âm lại. khi đến đây mình sửa cho muộn nhất là một tuần. Yeah. và đến đây xong đi siêu âm lại để xem lời mm, mình nói yeah, là yeah, nó có chuẩn không? gì hay không. Dạ yeah, yeah. yeah. à, thế, thế còn rồi cái lá này thì công dụng nó như nào? cái lá này mình yeah. cũng vò nó ra. vò ra. vò nó ra để chính lấy cái gì? là lấy những cái cái tinh chất của nó, những cái nước vâng, của nó vâng, ấy, vâng. để để nó phản ứng lại mấy cái da của mình à. để chân lỗ chân lông nó mở ra. À. hiểu không? đấy để cho tại vì có những người ở đây mình phải xác định nhé nó do cơ địa có những người dùng cái này thì nó bị ngứa và nó nổi mề đay yeah. đấy và khi nổi mề đay thì các lỗ chân lông nó mở nhá yeah. yeah. nếu như hơi độc chúng ta phải xác định này nếu như khi lỗ chân lông đã mở mà chúng ta ở một nơi gió lùa thì cái đấy nó sẽ lại tác dụng ngược lại là khi khí lạnh nó lại thâm nhập vào người dây yeah đấy nhưng mà khi chúng ta dùng rác hơi để chúng ta hút cái cái cái, cái khí hàn ở trong người ra yeah, yeah. thì nó lại là tốt vâng, đúng vâng. nó có hai vấn đề đó. cái lúc nãy thì cái thân là thành nguyên thấy biết được cái 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 cách làm rồi đó ừ. nhưng mà cái cái lá này mình vò xong rồi mình nấu lên không, không 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 vò ra xong rồi đưa vào trong cái hút chân không của à, cái hút cái, chân không của, của, của cái rác hơi của cái rác hơi nhá ừ. yeah. à, thì trước dạ, mắt nó dạ. là như vậy thế cái thứ hai nữa là, là cái củ. với với cái củ này yeah. mình có thể là sắt ra sao vàng hạ thổ cũng là được là sao vàng hạ thổ à? để uh, sao vàng hạ thổ yeah. uống thì nó sẽ đảm bảo hơn nhớ là chúng ta uống sống à, vậy và cái thứ hai nữa nó có thêm một cái nữa nhưng mà cái này là lợi cũng mới nghiên cứu ra tức là kết hợp với lại những cái phương pháp trung uh, y của Trung Quốc nhé yeah. yeah. mình mình đứng trước, trước đây xíu cho sáng anh yeah, yeah. yeah. ừ. kết hợp với lại những cái tinh hoa của trung y trung quốc nhé yeah, mà người ta đang bán ở trên thị trường ấy nhé yeah. yeah, dùng ngải thì lại dùng với cái này thật sự ra nói với cái này của tôi ngoài cái vấn đề tâm linh ra thì cũng là vấn đề mình phải học hỏi yeah. thì vì làm sao ngày xưa tôi là một cái người mà đưa một uh, hai anh em giáo sư Trung Quốc, đứng thứ sáu ở Trung Quốc luôn là Tiêu Quế Phương, Tiêu Kế Bình sang bên này chữa bệnh cho vợ Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, à, chị Chính. Nhá, thì chính vì cái điều ý người ta cũng dạy mình rất là nhiều. À... Kết hợp với những cái mà mà tổ tiên đã đã ứng cho mình thì mình thấy với cái cây nên cái cây này nó có ứng dụng nên mình mới làm ở trong vâng, nhà. Vâng, vâng. Và mình ở trên núi nhiều năm rồi thì mọi người cứ nghĩ là mình có vấn đề về thần kinh. <laughs> nên mình cũng hoan hỉ nhé yeah, yeah. mong Đúng rằng rồi. là mọi người uh, qua thành nguyên thì lợi sẽ giúp đỡ cho uh, những người mà có uh, vâng. uh, bệnh tật gì đấy thì mình nghĩ là mọi việc nó sẽ hoan hỉ vâng. nhé uh, uh, hôm nay đó thì thành nguyên tới đây là hơi bị tối nhưng mà ừ. ngày mai thành nguyên sẽ dành thời gian thành nguyên quay hết cái khu uh, uh, đây yeah. thì gọi là khu gì anh khu uh, tâm linh văn lang tâm linh văn lang và anh đã xây dựng cái khu này là năm 2000 đến nay là được 23 năm rồi chuẩn bị sang năm thứ 24 và cách đây hai mươi mấy năm mà xây được cái um, khu này ở trên núi này thì được. thật sự là không phải đơn giản thật sự là anh là một người thành nguyên phải nói là đại gia của đất Hà Nội đấy. Không à. <laughs> nếu nếu mà nói đại gia thì cũng xin phép mọi người như thế này chắc nhìn mặt tôi thì ai cũng biết ngày xưa mà tôi cũng được. là một trong những thế hệ mà gọi là là ép đầu tiên của Hà Nội làm giàu oh, F1 yeah. đấy F1 oh. đấy luôn, nhưng mà khi năm 2000 tôi mua mảnh đất này là từ năm 94 đến năm 2002 sau khi tôi đã thành công xong thì tôi lên đây tôi định làm cái khu này làm cái khu 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 khu, khu gọi là vui chơi giải yeah, trí. Yeah. Nhưng mà tôi nhìn thấy các cụ và bắt đầu tôi chuyển hướng sang oh. là tĩnh tâm và tôi tu. Mọi yeah. người còn nhớ cái phim những ngọn nến trong đêm không? văn lang của tôi đấy, đấy người mẫu của tôi đấy, đấy thời đấy nhá, nói đến lợi văn lang, lợi địa chủ hay lợi chúa đất chính là mình, nhưng mà mình à. lên núi rồi mình thuộc hệ thống xa xưa rồi. À, yeah. à, Như cô... vậy là anh anh lên đây là anh anh tự tự tu. Tự tu, Tử tu chứ tự không có tu. có theo một cái cái không phải. À, trường mình, phái nào hết ha. Mình dạ. theo trường phái là thờ cúng tổ tiên, tổ tiên thờ cúng dạ, đất dạ. trời, dạ. yêu thiên nhiên, yêu ừ. đất nước, yêu con người đấy là những cái điều mà mình đang mong mỏi vâng. dạy cho con cháu hiểu thế nào về lịch sử dân tộc Việt Nam. Nói vâng, vâng. Ừ. chung á thì những người vì sao mà bỏ hết những cái công ăn việc làm rất là ngon lành rồi dồn hết tất cả cuộc cải để mà lên núi thì thật sự là nếu như ai đó mà chưa có đủ tầm thì Thành Nguyên chắc là Thành Nguyên miễn miễn bàn luận <laughs> bởi vì là <laughs> dạ bởi vì là khi mà những người mà chưa đủ hiểu biết đến đó thì chắc là mình mình nói thì, thì người ta sẽ phản ứng còn khi mà đã đạt đến cái cái, cái ngưỡng, à? cái ngưỡng giống như anh lợi đó thì thật sự thôi thành Nguyên không không biết nói sao giờ, dạ à, cảm ơn anh lợi rất nhiều đấy, đã chia rồi, sẻ rồi. cái rồi. câu chuyện về cái cây bạc hà núi đấy. ở trong Nam gọi là bạc hà núi còn ngoài Bắc gọi là cái củ ráy đấy, ừ. dạ nhưng mà cũng lại ngược lại mình cũng lại phải cảm ơn này, sau mình sau một cái trận ốm cách đây độ khoảng 2 tháng thì mình nằm buồn quá một mình ở trên núi để hàng mình nói vui hàng uh, chục hecta mà có một thân một mình thì mình có vào mạng yeah. và mình thấy được cái, cái cái kết nối yêu thương của 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 thành nguyên Ở thành nguyên yeah. đấy thật sự ra nói <laughs> thì cũng rất là cảm ơn mình thấy cái đấy nó rất là nhân văn nó rất là tốt và nó cũng cùng luồng với suy nghĩ của mình yeah. ngày xưa muốn một gia đình tốt nhất là gia đình gia giáo ấy là bao giờ người ta cũng phải nhờ ông mai bà mối không? để làm sao chúng ta có cái môn đăng hậu đội. ấy nhá yeah. thì mình vào đấy mình thấy cái kênh của thầy Nguyên cũng cũng đang đi theo cái hướng đấy yeah, yeah. thì mình mới có một cái cuộc mà mình liên hệ với Thành Nguyên. thì anh em mới có một cái cuộc gặp gỡ gặp gặp như hôm, hôm nay yeah. thì mình cũng phải cảm ơn là 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 cái thế hệ 4.0 các bạn rất là là nhanh ý và các thứ và với cái tâm huyết là cũng giúp cho con Lạc cháu Hồng, con Rồng cháu Tiên là À, những người mà có hoàn cảnh khó khăn thì cũng có những cái nơi mà đoàn tụ yeah. Đấy, thì cũng mong rằng là mọi người dù ở trên đấy như thế nào chẳng nữa thì chúng ta cũng phải hiểu chúng ta là ai và chúng ta làm được cái gì và chúng ta yêu thương được những người nào. nhá yeah. a di đà Phật. Dạ, dạ, cảm ơn anh Lệ rất à, nhiều. Yeah. Vâng, à, cảm ơn uh, những chia sẻ của anh và cũng uh, mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta. Nếu như ai mà khoan khoan anh anh lại đây với em chịu chia sẻ em à, này cho nó sao không không em à. có người hợp với anh à. Hôm qua bác gì cho anh chịu đó à. <laughs> bác gì à, kính thưa à. quý vị thì hôm qua quý vị cũng có thấy live stream của anh Nguyên đó là có cái bác gì mà gửi uh, uh, cho một triệu mà cho uh, uh, mấy nạn nhân mà À, bị cháy ví dụ chung cư mini đó vị chắc cũng hợp với anh lợi ạ ha dạ vâng rồi một lần nữa thành nguyên và anh lợi à, điền nguyễn à, mình chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống nhá nếu chúng ta ai mà đã có được cái cây kia củ rảnh này ở nhà rồi thì mình thử áp dụng nhá dạ yeah. à, cái thứ hai lợi cũng có một cái lời này sau khi lợi vào trong à, Cần Thơ rồi thì và lợi lợi nghe được rất nhiều vấn đề và cái nhu cầu của người của người Việt Nam Ê, độc thân rất, rất, là, <laughs> rất là rất là nhiều nhá rất là nhiều thì mình mong rằng Thành Huyên nên bút một tháng bớt chút thời gian ra ngoài này dạ. để chúng ta kết nối cho Nam rồi Bắc rồi nên kết nối Bắc hiểu không mình phải thấy được dạ, dạ. cụ Nguyễn Kim mà khi vào trong miền Nam mở đất nhá là cụ vẫn nhớ đến miền vâng, vâng, bắc vâng. hiểu không có ai ra bắc uh, cho thăm với thăm lại non sông giống lạc hồng hiểu không thế thì cũng mong rằng ở đây thật sự cái chuyến đi của mình mình nói hơi về tâm linh là chắc chắn là cụ mạc kiểu cụ ấy đã, 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 đã mình thờ cụ ở đây vô tình thôi thì mình thờ cụ được ở đây thì cụ ấy mách mối cho mình để vào đợt vừa rồi vào trong uh, uh, cần thơ và gặp được uh, thành nguyên thì mình cũng có những cái dự án dự định rất là tốt để làm thế nào Cần Thơ là một nơi mà cái văn hóa người đẹp Tây Đô nó phải phát huy và đợt vừa rồi vào mình cũng tìm thấy cái linh khí của 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 Cần Thơ và chúng ta phải hiểu được một cái điều này nhất là người Cần Thơ phải hiểu được một cái điều này này Hà Nội có tháp rùa thì linh khí và linh vật của tháp rùa là cụ cụ rùa nhé nếu hà nội mà cái tháp rùa hùa uh, hồ hoàn kiếm mà không có cái cụ rùa thì hồ hoàn kiếm cũng như muôn vàn cái, cái hồ khác thôi yeah. nhé thế thì tây đô như bây giờ chẳng hạn nếu không có linh vật của tây đô thì tây đô cũng vẫn chỉ là một cái nơi mà mọi người đến rồi mọi người đi thôi nhưng đợt vừa rồi lợi vào lợi tìm được cái linh vật của người uh, cần thơ lợi cũng mong rằng là uh, tổ tiên và các thần linh ở tại Cần Thơ cũng như ở Việt Nam này giúp lợi làm thế nào để giúp được cho Cần Thơ. Taxi cũng tốt này, à, thuyền bè cũng tốt này, mà bách gia chăm họ khi mà đến đấy thì đều phải vào cái trung tâm nghiên cứu phát triển Tây Đô nằm tại à, chợ nổi Cái Giang, Asia Phật. Dạ. Yeah. Hiện tại là cái công tác đó anh Lợi đang triển khai đấy, còn uh, sau này nó như thế nào thì lúc đó uh, Thành Nguyên sẽ, uh, có thời gian Thành Nguyên sẽ cập nhật sau nha. À, <laughs> nhưng mà Lợi vẫn phải nhắn lại với yeah, Thành Nguyên một cái yeah, yeah. là đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, nếu như Thành Nguyên ra đây, Lợi sẵn sàng để cho Thành Nguyên một chỗ để làm sao? Thành Nguyên ngồi một chỗ thôi, sẽ có những người phụ tá cho Thành Nguyên để Thành Nguyên kết nối uh, uh, Nam Bắc Tây Đông để cho... Còn lạc cháu hồng có những cái tổ ấm viên mãn. Yeah. Đấy. Thì cái điều đấy là cái điều nó cũng sẽ là bệ phóng để cho cho thành nguyên lớn mạnh và thành nguyên phát huy được cái tâm của mình. Yeah, cảm ơn anh Lê rất à, nhiều. Rồi. Thì... Yeah, cảm ơn anh. Rồi. Ok. Tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở cái clip sau. Ok.